Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh. Hiện tại thì mình đang đứng ở chợ Châu các bạn, khu vực chợ gia súc, đó là chợ Châu ở Bắc Hà hôm thứ bảy ngày 20 tháng 5 các bạn. Đấy, mấy con trâu, mấy anh ấy vừa để cho trâu đi tắm các bạn, bởi vì là bây giờ là nó rơi vào 11 giờ trưa rồi, và cái số lượng trâu ở trên bò, trâu bò ở trên chợ phiên thì bắt đầu thì cũng cũng vãn dần rồi. Ở một số xe người ta đã mua và cho trâu nên người ta đóng trâu và cho về rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại những con trâu còn sót lại ở trên chợ phiên nó như thế này thôi. Mình không biết là bây giờ là chia sẻ cho mọi người như thế nào, nhưng mà còn một con trâu nào đó mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người nhá. Trời rất là nắng các bạn, mùa hè mà trời rất là nắng. Bây giờ là buổi sáng ấy, mùa hè là tầm 4 giờ, 4 giờ 5 giờ là trời đã hửng nắng, và tầm 5 giờ 5 rưỡi là bắt đầu có ánh nắng mặt trời rồi, nắng rất là sớm. Đây là những con trâu mà sót lại chưa bán được. Này con này cũng to phết này. Đấy. Những con trâu mà trên đầu 4 các bạn. Con này nó rơi vào tầm 6 tạ. Trên 6 tạ một tí. Nó rơi vào tầm 46 47 triệu các bạn. Rất là to nhá. Trâu rực to, trâu mộng các bạn, rất là khỏe. Những con trâu này tuy nó không phải là dòng trâu trọi, nhưng mà nó kéo gỗ, hoặc là cày bừa các bạn, rất là khỏe. Lắng lắm cả nhà. Bây giờ là một số người người ta phải tắm cho trâu kìa, sợ nó nóng ấy. Còn là con trâu này to từ sáng vẫn chưa bán được các bạn. Trâu rất là to, bác ấy đứng từ sáng ấy, mình thấy quan sát là mình thấy là con này mình hỏi từ sáng ấy, nhưng mà chưa chưa bán được. Con này có sừng rất là đẹp, sừng to các bạn. Tầm những con này cũng chỉ rơi vào đầu 4 thôi, trên đầu 4 một tí. Đấy, chưa bán được nhỉ, bác ấy đứng từ sáng cũng rất là khổ các bạn. Đi bán trâu không phải đơn giản. Hôm nay thì là mình thấy là người ta mua trâu dòng nhỡ, dòng trên đầu 3 một tí rất là nhiều, nhưng mà dòng trâu to thì là người ta mua rất là ít, người ta mua chậm. Nắng quá. Đấy, con này sừng móc nhá, khá là đẹp các bạn, bản sừng to, mỗi tội là người ta chưa mua. Đấy, con kia thì tuột dây các bạn, tuột dây là không biết là dây đâu. Con này chắc chắn là trâu cái rồi. Đấy, dáng đẹp, con này đẹp phết. Trâu cái khung to các bạn. Ai trời ơi, buồn quá. Cái lần sau là bác phải đi cầm cái ô các bạn, đi cầm đờ mũ cái này lắng lắm. Không bán được mà cứ đầu mũ phớt nó cũng lắng các bạn, chỉ có ô là mát thôi. Bây giờ là chỉ có cái ô là nó che được cả cái vai. Đấy. Đấy, con này vẫn chưa bán được nhé các bạn nhé. Đấy, con này nó rơi vào tầm 46 47 triệu. Chưa bán được. Con này thịt thì nó chắc các bạn. Thôi, chúng ta sẽ không quay con đấy nữa. Ở video nào đó mình quay rất là nhiều rồi. Đấy, con đấy có bản sừng to đẹp xông kiểu. Hai ba triệu, mình nghe đây con nào 2 3 triệu, chắc là con trắng các bạn, chắc là băng bác đang đang bàn này, đang bàn con trắng. Đây, người ta đang bàn này con trắng, bác đang bảo đưa ra với con trắng là 23 triệu các bạn. Không biết, chắc là con cái, trắng cái các bạn, trắng cái nhé.
Bác bảo 23 triệu bác mới bán nên có người đang trả 21 kìa. Bắt tay rồi. Lắng qua bán luôn cho nó nhanh các bạn. Đêm nó cũng nâu ạ. Ok các bạn nhé, người ta đã giao dịch được con trâu trắng này rồi. Con này người ta bán với giá là 22 triệu. Đấy, lúc đầu đưa ra với giá là 23 triệu, bây giờ bán được 22 triệu. Còn là con đen này người ta đang trả với giá 18, bác ấy đang suy nghĩ các bạn. Nói chung là trâu bò bây giờ thì như các bạn biết đấy, ví dụ như con này bán nốt rồi. Con này 22 thì bán rồi, con này bác đang mong muốn với giá là bán được 20 nhưng mà người lại thương lái thì trả với giá là 18 triệu thôi. Nói chung là trâu bò rất là rẻ nhá. Đấy, hiện tại bây giờ thì giá nó cũng khá là rẻ. Mình cũng không biết là bình luận nó như thế nào để cho nó hợp tình hợp lý với cái thời điểm này. Mình chỉ biết là tuần này nó khá là rẻ các bạn. Đấy. Đây cũng là một con cái và con trắng này cũng là một con cái này. Con trắng này bán rồi, còn con này thì người ta đang trả với giá là 18. Đấy, bác không bán, đấy, mong muốn với giá là 20 triệu các bạn. Đấy, con này bán rồi, đấy, 22 triệu. Con này thì một con trâu con nghé các bạn. Con này con nghé cái. Con này bác ấy đang bán là báo giá là cho khách là 13, 13 rưỡi các bạn. Đấy. Một hình ảnh rất là đẹp ở trên chợ phiên, một người bán cầm một cái ô đội khăn và chắc là người bác ấy người Mông các bạn. Đấy. Một hình ảnh ở trên chợ phiên khá là đẹp. Con này bác đang giá bán với giá là 13 năm nhé các bạn nhé. Đấy. Người mua thì trả với giá rẻ hơn thì bác ấy chưa bán. Mọi em nghe cái các bạn, con này chắc là tầm tuổi hơn tuổi một tí thôi. Con này tầm tuổi 2-3 tháng rồi. Ở đây có một con trâu rất là cao này các bạn này. Cao nhất chợ phiên. Ôi con trâu này cao thật đấy. Con trâu này cao chết ra. Cao dã man các bạn. Con này cao chắc là tầm 1,5 m mất đấy. Rất là cao nhá. Con này chắc chắn là cao trên 1,4 m các bạn. Cao thật đấy. Lúc sáng mình có hỏi là con này người ta báo trên đầu năm cơ, khá là cao ạ, trâu cao và giá cũng cao.
hình như là tầm 55 triệu ấy, nhưng mà bây giờ chưa bán được bởi vì giá cao quá nên rất là cao nha các bạn nhé. Ồ, con này cao đúng 1,5 m, cao lắm cả nhà ơi. Đây là chụp con này mới cao này bạn này. Ờ, con này vẫn chưa bán được, đang buộc ở cái cột điện này các bạn ạ. Con này thì cái khung thì nó cao nhưng mà về độ thương phẩm của nó thì về chất lượng thương phẩm thì chắc thịt, nhưng mà về độ thương phẩm của nó thì chưa béo hết cỡ các bạn. Đấy. Công nhận là cao. Đấy, thấy con này báo là 56 57 triệu kìa. Nhưng mà người ta đưa vậy, đưa ra cái giá vậy thôi nhưng mà chưa bán được các bạn. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ ra khu vực này một tí. Nói chung trâu bò thì nó cũng vãn thôi, không còn nhiều nữa. Đây là mình ghi lại những hình ảnh cuối giờ chợ trâu các bạn. Mình khá là mệt rồi, mình đi đến đây từ, mình xuất phát từ ở nhà từ 4 giờ sáng và lên tới đây thì nó rơi vào tầm 6 giờ cơ. Mình đi mất khá là nhiều thời gian tới đây. Ở đây là người ta cũng đang bàn luận con trâu nào đây. Chắc là cặp trâu này các bạn. Rồi, người ta đứng xem này, cũng chưa mua các bạn. Ờ, ở kia người ta làm cái gì nhỉ? Làm cái chỗ để bán nước à? Ở đây có người ta làm một cái lều hay cái gì đây? Nếu mà trận trâu thì làm đây thì nó vướng đúng không? Không biết là làm gì nhỉ? Mình không hiểu. Bác Cọc ơi, bác bói kiểu gì thì bói nhá. Đừng có để bán mà có con nào mà thiếu tiền là... Không thiếu thì không thiếu nhiều con quan. Là chết đấy. Bác ạ. À. Bác bói nào bói? Trăm con thì chỉ có cho phép thiếu một con này nhá. Nếu mà bán mà thiếu con nào mà thiếu tiền là bác chết đấy. Đinh. Thợ này. Đấy. Đấy có người đưa tiền luôn rồi. Đấy, đúng ngày mùng 2. Một cái cột đã có người đưa tiền. Đúng mùng 2 thôi. Riêng tôi nó thật tôi phán thầy bói. Mà họ làm cái lán à bác? Hôm nay ông xem mùng 2 nay đầu tháng. Nhưng mà làm lán này trâu nó vào đây hỏng lán đấy. Ông làm đây để ông bán nước. Che quạt cho thôi. Bán à. nước giải trâu. À. Và để treo lên cao đúng không? Trâu làm treo treo đấy. Cao phết đấy. Bán đồ treo. Đấy, đây gọi là bán đồ treo cho an toàn. À, buộc cho nó mát đấy ạ. Ồ. Nắng nhỉ. Phòng ơi đừng đừng có bạt. Lưới đen là đỉnh cao nhất. Lưới đen. Lưới đen che không bao giờ nắng. Nhưng bằng này che được mấy con, chắc là chục con này hết đi. Che nó vừa rẻ mà lại không nắng. Ai không phòng làm đây anh. Chứ che bạt nóng. À, bác đi làm cái chỗ che cho trâu ạ, vì mùa hè mà, mùa hè rất là nắng. Nhưng mà treo này chắc là chục con, hai chục con thôi. Chắc là tầm chục con đấy, làm gì được hai chục con. Nhưng mà được con nào hay con đấy các bạn. Còn hơn là chết nắng. Ôi nắng quá cả nhà ơi. Ôi mình cũng đi vào không chết nắng nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đăng ký kênh like, chia sẻ, ủng hộ. Và bây giờ thì mình xin tạm dừng ở đây các bạn nhé.